Sau drama chia tay rồi làm lành với bạn trai hữu cường, nam em nhận về hàng tá chỉ trích từ cư dân mạng. Sau đó khán giả chia sẻ thông tin nam em bị bêu trên sóng VTV vì những phát ngôn bất nhất. Trước làn sóng tẩy chay đòi quay xe của khán giả, nam em bất ngờ có động thái, người đẹp 9X không livestream đáp trả, thay vào đó cô đăng loạt ảnh tập tành cùng ban nhạc và tuyên bố sắp phát hành album mới. Nam em tươi tắn tuyên bố rằng với những đồng đội mới, cô không cô đơn nữa. Chưa dừng lại ở đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội, nam em bày tỏ sự bức xúc khi những cố gắng của cô trong việc hát live, thu âm ca khúc mới và phát hành album thì chẳng có nhiều người quan tâm. Những điều khán giả muốn ở cô chỉ là xăm soi đời tư, đến khi cô phơi bài đời tư thì khán giả lại chỉ trích, vui dập. Nam em nỗ lực không ai thấy nhưng đời tư mình ai cũng muốn soi. Soi xong rồi chửi, chửi xong rồi vui dập nói mình trêu trò. Bởi vậy cho nên đừng để khán giả dẫn dắt, mình chỉ nên show những cái đẹp ra và beat những cái xấu lại. Ở diễn biến khác, khi nam em đang hát live, Bùi Hữu Cường vẫn ngồi cạnh bên nhưng không xuất hiện trên sóng. Sau khi nam em dừng lại để uống nước, Bùi Hữu Cường mới nói vọng vào. Dẫu vậy khán giả vẫn không chấp nhận chuyện nam em gây ồn ào rồi lại đòi ra album mới. Bên dưới bài đăng chia sẻ hình ảnh tập nhạc của nam em, khán giả tràn vào mắng cô khá nặng lời. Đa phần người xem đều cho rằng người đẹp 9X đã phản bội khán giả, cố tình tung drama tình ái để PR cho album mới. Có khán giả còn nặng nề bày tỏ rằng sẽ quay xe không ủng hộ bất cứ sản phẩm âm nhạc nào của nam em, không xem cô livestream, không tặng quà trên mạng xã hội vì không muốn tiếp tay cho nam em và bạn trai làm điều thiếu tích cực. Thời gian qua, nam em và bạn trai gây chán nản khi liên tiếp tranh cãi căng thẳng, tố cáo đối phương trên livestream. Trong một livestream gần đây, nam em đã liên tiếp đáp trả một chọi một khi bị bạn trai chỉ trích việc không về nhà mà ở với Quế Vân. Tôi đã nói là xong Miss World tôi về, nếu anh có coi live, nghe cho kỹ đi rồi hãy phản biện lại. Nếu ngày mai anh lên sóng livestream phát hiện tôi không về nhà thì cái đó tôi sai. Còn bây giờ anh lên livestream nói như kiểu ngày hôm qua tôi không ở nhà ngủ, nhưng mà không có một người nào mà ở bên cạnh một người đàn ông gia trưởng như anh được hết trơn á. Anh hãy nhớ, người nào mà người ta yêu anh thật lòng thì cho dù anh không giữ người ta vẫn ở bên cạnh, nên anh đừng có gia trưởng kiểu đó. Anh càng gia trưởng thì anh càng đẩy người ta ra xa cuộc đời anh thôi. Không ai ở được cả đời mà chịu được cái tính bẩn đó của anh đâu. Mình rút kinh nghiệm thay đổi đi, nam em đáp trả gay gắt. Thậm chí cô còn tố bạn trai bẩn tính, gia trưởng và tiết lộ bị dọa dẫm nếu không về nhà. Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi ồn ào này khiến cư dân mạng ngao ngán. Trước đó vào cuối tháng 2/2024, người đẹp gốc Tiền Giang và bạn trai Hữu Cường cũng là tâm điểm bàn tán khi cãi nhau, bóc phốt trên livestream. Cụ thể, nam em cho rằng bạn trai đã say xỉn, không tỉnh táo nên có những phát ngôn không đúng. Cô khuyên bạn trai nên tắt livestream và đi ngủ. Ngoài ra, nam em còn công khai bóc chuyện anh không chịu đi làm, trụ cột trong nhà chỉ có mình cô. Thậm chí, người đẹp 9X còn cho biết Hữu Cường chính là người liên tiếp khuyên cô kích động tạo nên những ồn ào khiến netizen chỉ trích trên mạng xã hội thời gian qua. Trước hàng loạt lời lẽ bóc phốt từ bạn gái, Hữu Cường đã đòi chia tay với nam em ngay trên sóng livestream. Trong một livestream, bạn trai nam em còn thừa nhận hiện tại không đi làm mà ở nhà ăn bám bạn gái. Ngoài ra, anh còn cho biết đang tích cực kiếm tiền từ việc làm quản lý để có dư giả cùng cô đi du lịch Hàn Quốc.